Xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Tám Bóng Đá TV. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với màn soi kèo trận đấu giữa Hàn Quốc và Ghana. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022. Trận đấu được tổ chức tại sân vận động thành phố Education vào lúc 20 giờ ngày mai 28 tháng 11. Hàn Quốc và Ghana đã từng có nhiều trận giao hữu với nhau trước đây, nhưng tất cả diễn ra đã khá lâu rồi. Trong 4 lần đối đầu ở các trận giao hữu, những ngôi sao đen giành được 3 chiến thắng và để thua 1. Trong 5 trận đấu gần nhất, Hàn Quốc có được 2 thắng, 2 hòa và 1 thua, một thành tích tương đối ổn với Son Heung-min và các đồng đội. Trước giải đấu, đã có thông tin cho rằng cầu thủ của Tottenham sẽ không thể tham dự World Cup do chấn thương gặp phải trong trận gặp Marseille. Tuy nhiên, Son đã nhanh chóng bình phục để hội quân cùng các đồng đội. Tuy vậy, dù có Son trong đội hình, nhưng Hàn Quốc cũng khó xuyên thủng được mảnh lưới của Uruguay trong trận mở màn. Bởi Uruguay sở hữu nhiều sao số hơn Hàn Quốc khá. Đặc biệt là cặp đôi Federico Valverde và Rodrigo Bentancur vô cùng chắc chắn ở giữa sân. Trận đấu với Ghana tới đây sẽ là trận đấu mà Son cùng các đồng đội sẽ buộc thắng nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Bởi trận đấu cuối cùng, Hàn Quốc sẽ đụng độ với đối thủ mạnh nhất bảng là Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo. Trong màn trận đấu gần nhất, Hàn Quốc ghi được 4 bàn, thủng lưới 5 bàn, những con số không quá ấn tượng. Cũng trong năm trận đấu này, Hàn Quốc thắng 3 kèo, nổ 2 tài và 3 xỉu. Trái ngược hoàn toàn với Hàn Quốc là Ghana, khi đội bóng đến từ châu Phi có màn chào sân World Cup vô cùng là ấn tượng, nhưng đáng tiếc lại để thua trước Bồ Đào Nha của Ronaldo. Các cầu thủ áo trắng trong trận ra quân đã thi triển một khối phòng ngự vô cùng chắc chắn, không dễ để xuyên thủng, nhưng đáng tiếc thay, họ lại để thủng lưới từ một pha penalty từ trên trời rơi xuống của Ronaldo. Mặc dù sau đó, IU đã gỡ hòa cho tuyển Ghana, nhưng Bồ Đào Nha đã tái lập thế dẫn bàn, thậm chí còn vươn lên dẫn 3-1 sau pha lập công của Felix và Leao. Trong những phút cuối cùng, Ghana đã rút ngắn tỷ số và còn có cơ hội gỡ hòa, nhưng đáng tiếc là cú đút đã trượt chân trong ván cắt trứng gà của mình ở trận đấu tới với Hàn Quốc. Ghana cũng ở trong thế buộc phải thắng trước khi đụng độ đối thủ duyên nợ Uruguay ở lượt trận cuối cùng. Trận này hòa kèo và Ghana sẽ là lựa chọn hợp lý cho kèo handicap bởi chất lượng nhân sự nhỉnh hơn và nhiều cầu thủ thi đấu tại châu Âu hơn. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra là 2, một phong độ ghi bàn không quá ấn tượng của cả hai. Việc trận đấu có nhiều hơn 2 bàn thắng là điều khó xảy ra. Kèo xỉu sẽ là một lựa chọn hợp lý. Dự đoán Ghana sẽ có chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc anh em sẽ có lựa chọn sáng suốt khi đặt cược vào trận đấu này. Đừng quên like và subscribe Tám Bóng TV để cập nhật sớm nhất những kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nữa nhé.